Chuyên mục khuyến nông xin kính chào bà con nông dân và các bạn. Thưa bà con và các bạn, nhiều vụ trước, giống lúa VNR20 đã được bà con nông dân các huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Đông Cống đưa vào mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, thu được hiệu quả kinh tế cao. Vụ mùa năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương các huyện miền núi Thanh Hóa để xây dựng mô hình thâm canh lúa VNR20. Mục nhân rộng mô hình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu mô hình gieo cấy giống lúa VNR20 gắn với bao tiêu sản phẩm ở một số huyện miền núi. Từ vụ mùa năm 2019, bà con nông dân trên địa bàn Thanh Hóa bắt đầu sử dụng giống lúa thuần VNR20, một giống lúa mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam Vinashit. Đến nay, qua 5 vụ sản xuất, với những khả năng, đặc tính vượt trội so với nhiều giống lúa khác, như khả năng chống chịu sâu bệnh, sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon, giống lúa thuần chất lượng cao VNR20 đang được nhiều hộ nông dân trong tỉnh ưa chuộng đưa vào sản xuất. Đặc biệt, nhiều địa phương đã đưa giống VNR20 vào vùng sản xuất lúa theo chuỗi giá trị gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm. Để tiếp tục mở rộng gieo trồng giống lúa VNR20 trên nhiều chân đất, nhiều loại địa hình khác nhau, vụ mùa năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam Vinashit đã phối hợp với chính quyền địa phương các huyện miền núi Thanh Hóa như Thường Xuân, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc để xây dựng mô hình thâm canh lúa VNR20. Đến nay, qua tổng kết cho thấy, năng suất cũng như chất lượng của giống lúa thuần VNR20 vượt trội so với nhiều giống địa phương đang thâm canh. Đã qua 4 vụ lúa, người dân thôn Lục Nưa, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân lựa chọn giống lúa VNR20 đưa vào sản xuất. Ban đầu người dân còn nghi ngại về hiệu quả của giống. Tuy nhiên, chỉ sau một vụ cho thấy giống lúa VNR20 có rất nhiều ưu điểm như chống đổ tốt, chống chịu khá với một số loại sâu bệnh hại chính như đạo ôn, khô vằn, bạc lá. Lúa thuần VNR20 có bộ lá đứng xanh, hạt thon dài, màu vàng sáng, năng suất trung bình 70-75 tạ một hecta. Thâm canh tốt đạt 80-90 tạ một hecta. Gạo trong không bạc bụng, cơm trắng bóng, dẻo, vị đậm, được chính bà con nông dân gieo trồng lựa chọn làm gạo ăn hàng ngày. Giống lúa VNR20 đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều giống lúa khác. Thôn Lục Nưa đưa cái giống này là vụ này là vụ thứ tư. Giống này là rất phù hợp với đất của miền núi, nó chống được sâu bệnh. Thứ hai là cũng vấn đề là cây cứng, lá rất xanh, rất năng suất và chất lượng gạo cũng rất tốt, ngon. Năng suất là tính bình quân chung là 3 tạ trên một sào. Đối với bà con nông dân khu vực miền núi, sản xuất lúa gặp khá nhiều bất lợi do địa hình và đặc biệt là điều kiện khí hậu thời tiết thất thường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, giống lúa VNR20 vẫn phát triển tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Đến nay, xã Vạn Xuân có hơn 220 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thì có tới 38% diện tích gieo trồng giống lúa VNR20. Năng suất đạt trên 60 tạ một ha đối với vụ mùa và trên 70 tạ một ha đối với vụ xuân. Sau 2 năm đưa cái giống này vào, thì nói chung là đẻ nhánh tốt, đẹp, cây cao và chống cự sâu bệnh. Chất lượng gạo ngon, dẻo, cơm thơm. Chung là cái giống này là rất là phù hợp với lại trong khu vực này. Vụ này chuẩn bị tới là tiếp tục làm cái giống VNR20 này. Để ổn định đầu ra của sản phẩm, giúp người dân yên tâm sản xuất, Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam cam kết bao tiêu sản phẩm hàng hóa cho nông dân ngay sau khi thu hoạch với giá cao hơn giá thị trường. Điều này không những góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa, mà còn góp phần thay đổi tư duy, nâng cao trình độ sản xuất cho các hộ nông dân. Đặc biệt là hình thành nên những cánh đồng rộng hàng chục, hàng trăm hecta. Gieo cấy chỉ một giống lúa với các kỹ thuật đồng bộ tạo sản phẩm hàng hóa. Đối với giống lúa VNR20
thì cái việc đầu tiên phải nói đến là đây là giống lúa rất dễ tính, dễ làm và hoàn toàn phù hợp trong cả hai vụ, vụ xuân lẫn vụ mùa. Thì qua thực tế đã thực hiện ở nhiều địa phương đã thành công rồi ấy, thì tôi xin đưa ra một số cái khuyến cáo về kỹ thuật đối với gieo trồng của giống lúa VNR20 này. Cái thứ nhất đó là về cái khung thời vụ gieo trồng. Bà con tuân theo lịch thời vụ của địa phương về cái chế độ dinh dưỡng và chăm sóc. Bà con mình là bón phân là nặng đầu, nhẹ cuối. Và đặc biệt lưu ý thêm một chút nữa là giống này là giống có bông to, nhiều hạt và hạt xếp xít. Cho nên bà con nên tăng cái lượng kali vào giai đoạn bón thúc đồng. Và cái thứ ba đó là chế độ nước. Thì bà con lưu ý là vào hai cái giai đoạn. Đó là giai đoạn lúa đẻ nhánh và giai đoạn xung quanh giai đoạn lúa bắt đầu trổ. Thì bà con đảm bảo nước cho cái lúa trong giai đoạn này. Có thể nói, việc đưa giống lúa VNR20 vào xây dựng và phát triển vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam Vinasheed đã và đang góp phần tạo tiền đề để ngành nông nghiệp trong tỉnh thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp nông dân nâng cao trình độ canh tác, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng, góp phần mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chương mục khuyến nông xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những chuyên mục lần sau.